Em không biết phải nói như thế nào, bởi vì nó quá là khủng. Trước mắt quý vị đây là đôi loa Canada quý vị nhé, hàng Canada luôn. Bát rất là khủng, bát 20, nhưng mà tất cả bát mấy màng gân loa, em cảm giác là em chưa gặp đôi loa này. Nó rất là màng loa rất là chắc chắn, mà tất cả đều khâu hết, viền loa màng loa đều khâu nhé. Mà hiện tại là em chưa quay gần, em cho quý vị cảm giác chất bát của em nó đánh lực như thế nào. Trước khi hôm nay em sẽ cho quý vị nghe hai dòng nhạc. Thứ nhất em thử dòng nhạc mạnh cho quý vị nhé. Sau khi thử dòng nhạc mạnh xong, em sẽ quay giới thiệu, sẽ giới thiệu cho quý vị biết chi tiết về loa. Sau đó thử tiếp tục dòng nhạc nhẹ cho êm đềm cho quý vị xem em nó xử lý như nào. Quá là chất quý vị ạ. Báo cáo quý vị là hàng em bán hàng online, em giao hàng toàn quốc, giao đến tận nhà quý vị, sau đó nhận nốt tiền. Mọi giao dịch quý vị yên tâm nhé. Sau đây mời quý vị nghe em mở trực tiếp từ TV xuống. Bắt đầu. Quý vị đeo tay nghe giúp em. Đánh thì khỏi phải nói luôn. Ngồi giữa đâu nghe thích cân. Rung nhà em thử nhạc mạnh như vậy là quá đủ quý vị ạ. Đây là đôi loa hãng thương hiệu Canada quý vị nhé. Quý vị nhìn này, màng loa của em nó này, gõ thoải mái nhé. Em nghĩ là nó làm phải bền vĩnh viễn luôn. Đập mạnh này thoải mái nhé, vĩnh viễn luôn. Gân cao su thật, nhưng mà gân này cảm giác nó cực kỳ là bền, không bao giờ biết hỏng. Không bao giờ biết hỏng luôn. Đây quý vị nhé, khâu hết này, đều khâu nhé, không chỉ hết nhé quý vị nhé. Còn trên này cũng thế, hàng còn cực kỳ đẹp. Loa Canada quý vị nhé, bên này cũng vậy, hàng còn chất đẹp. Em quay lưng phía sau, báo cáo quý vị là nhiều người bảo tại sao không lấy thước để đo, nhưng mà quý vị không cả lấy thước thì phải hai tay kéo thước nên nó bất tiện, em găng tay thôi. 1, 2, 3, 4, 5, em nó cao tầm khoảng độ 98 phân quý vị nhé. Này, chiều sâu 38. Này, quý vị nhìn này, chiều sâu 38 nhé. Chiều ngang, ngang tầm cũng khoảng độ 20, tầm 20, tầm khoảng độ 25. Đây, hàng made in Canada quý vị nhé. Loa Canada quý vị nhé, thiết kế với hai lỗ thông hơi phía sau giống với hai chiếc loa phía trước, quá là chất. Báo cáo với quý vị là những đôi loa này thì nó chiều tất cả các dòng nhạc âm thanh karaoke luôn quý vị luôn. Và hiện tại em xem phía sau không đo thông số, nhưng để theo như kinh nghiệm em bán hàng, những đôi loa như này nó có ít nhất phải có tầm 260 đến 280, 300W một loa nhé.
cảm giác như là cực kỳ lực luôn. Giá của em nó thì với giá quá là bất ngờ quý vị ạ, với một đôi loa quá là khủng như này. Em nó e-căng nhé, lưới e-căng đầy đủ ấy, quý vị nhé, e-căng lưới đầy đủ nhé, đây nhé, lưới đầy đủ nhé, có hết nhé. Giá của em nó là 9,8 triệu quý vị nhé, 9,8 triệu đô la Canada này. Không không phải nói đâu, tất cả những dòng này nó đánh quá là đỉnh, em nó chiều tất cả các loại nhạc. Sau đây em mở nhạc dòng nhạc khác cho quý vị nghe nhé, không phải em chuyển sang dòng nhạc trữ tình cho quý vị luôn này nhé, chuyển sang nhạc trữ tình cho quý vị nhé, để xem quý vị xem em nó biểu diễn như thế nào. Mời quý vị tiếp tục. Phải nói là cực kỳ là hay luôn, chứ không phải nói. Em nó chiều hết các loại nhạc. Không biết nói gì hơn cả, chỉ biết nói một câu là quá là chất quý vị ạ. Giá của em nó em đã báo, quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên giúp em nhé, em trân trọng cảm ơn. Phải nói em nó là châu sắt luôn quý vị ạ nhé, em xin chào quý vị.